Xin kính chào anh chị nhà đầu tư Chào mừng anh chị đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z Ở trong nội dung chuỗi này thì AZFIN Việt Nam muốn gửi đến quý anh chị nhà đầu tư Các kiến thức để cho một người từ bình thường có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp Với phương pháp đầu tư giá trị Và ở nội dung thứ 16 này AZFIN gửi đến quý anh chị ba sai lầm kinh điển khi sử dụng phương pháp định giá P trên E Hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2024 Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu qua về phương pháp định giá P/E. Có thể nói đây là một cái phương pháp phổ thông nhất, đơn giản nhất, dễ tính toán nhất và được nhiều người áp dụng nhất. Cũng như phương pháp này cũng được giới đầu tư chuyên nghiệp đánh giá là hiệu quả nhất, nhưng đồng thời đối với những người đầu tư không chuyên khi mới tiếp cận và nhìn nhận phương pháp này thì là phương pháp dễ gây ra hiểu lầm và sai lầm nhất. Bởi vậy cho nên có thể thấy rằng ban đầu thì tất cả mọi người đều quan tâm đều tìm hiểu đều áp dụng p e vào trong định giá nhưng sau một thời gian họ thấy ồ phương pháp này đơn giản nhưng mà sau này áp dụng và lại hay sai như thế ví dụ áp dụng và mua cổ phiếu pe cao kỳ vọng là tương lai triển vọng doanh nghiệp cao thì nó lại bị giảm giá ngược lại áp dụng và mua những cổ phiếu có pe thấp thì đến nữa doanh nghiệp làm ăn kém khó khăn chẳng hạn thì nó lại bị bị thua lỗ thế thành ra là nhiều lúc bị như mà mớ bong bong cao cũng không được mà thấp cũng không được vừa vừa cũng không xong sở dĩ có được những cái đó chủ yếu đó chính là do những sai lầm của các nhà đầu tư khi áp dụng pe vào định giá chứ bản thân phương pháp này không phải là một phương pháp kém mà là một phương pháp rất tốt được đánh giá đá, cao tiếp theo thì uh, cách tính pe như thế nào thì uh, về cơ bản phương pháp này thì anh chị đều biết cả đều tính toán được cả nhưng mà tôi cũng nêu thêm ở đây thứ nhất là nhắc lại thứ hai là sắp tới chúng ta sẽ có một cái sai lầm chính nhờ cái phương pháp tính này Đầu tiên thì PE thì công thức phổ thông thì bằng giá cổ phiếu chia cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Giá cổ phiếu thì lấy giá thị trường, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu thì lấy lợi nhuận toàn công ty chia cho số lượng cổ phiếu tỷ ra, đúng không ạ? Hay là AZFIN Việt Nam cũng hay dùng một cái cách hay dùng hơn, dễ hơn và độ chính xác thậm chí cao hơn. Đó là lấy vốn hóa thị trường của toàn bộ công ty chia cho lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông thực sự thuộc cổ đông công ty đó thì khi đó thay vì lấy giá một cổ phiếu chia lợi nhuận một cổ phiếu thì lấy giá cả công ty chia cho lợi nhuận của cả công ty nhưng mà phải thực sự thuộc cổ đông cơ thì khi đó thì tính toán rất đơn giản dễ hiểu và có cái độ chính xác rất cao tiếp theo việc cái tránh được những cái sai lầm trong sử dụng p e là một cách để giúp cho chúng ta có được một phương pháp định giá tuyệt vời đơn giản tuyệt vời nhưng lại hiệu quả cao và chia sẻ với các anh chị, uh, quý vị, nhà đầu tư đó là uh, thực tế là những cái anh em thực sự rất chuyên sâu về nhà đồ, về đầu tư ấy, thì người ta áp dụng phương pháp này là chính chứ người ta cũng không áp dụng gọi là phương pháp chiết khấu dòng tiền hay chiết khấu dòng tiền tự do hay là phương pháp này phương pháp kia đâu thực ra là cái PE là cái người ta nhìn đầu tiên và người ta áp dụng sâu nhất sắc nhất thường xuyên nhất để có thể đầu tư chứ không hề là những cái phương pháp bóng bẩy, bóng bẩy như chúng ta thấy ở trên mạng nhìn rất hay rất phức tạp nhưng thực tế là cái hiệu quả nó không bằng phương pháp này đâu. À, vậy thì sai lầm kinh điển trong định giá PE là gì? Đầu tiên là phải kể đến sai lầm này gần như ai cũng mắc. Thì à, ban đầu đọc về định nghĩa PE và đánh giá thì người ta thường thấy rằng là PE cao phản ánh sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào cổ phiếu đó trong tương lai cao, cho thấy là cổ phiếu đó tốt. Đúng không ạ? Tăng trưởng cao trong tương lai à, Ngược lại PE thấp thì không tốt Bởi vì cổ phiếu doanh nghiệp ý bị nhà đầu tư đánh giá thấp Thì những cái này về cơ bản nó bị nói ngược anh chị ạ Nó bị nói ngược Nó bị nói ngược và nó mặc định rằng là thị trường là hoàn hảo Thị trường lúc nào cũng trả ra đúng Nếu như vậy thì cái việc chọn cổ phiếu thì chả giúp gì nhà đầu tư Có thể hiệu quả chẳng hạn Và việc định giá cũng chả cần phải định giá tự thị trường định giá Đúng không ạ? Nhưng thực tế lại không phải vậy Vì sao? vì cùng thì đầu đầu tư rất nhiều người thì chọn được cổ phiếu tăng giá tốt ngược lại nhiều người thì chọn phải những cái cổ phiếu giảm giá thì do đấy nè thị trường thì không bao giờ hoàn hảo cả tất nhiên cái câu thị trường luôn đúng nó đúng trong một cái nghĩa nào đó thôi chứ không phải là nó đúng trong tất cả nó đúng trong tất cả và thị trường thì luôn luôn có sự biến động luôn luôn có lúc thì trả giá đắt có lúc trả giá cao có lúc lên lúc xuống vân vân nó xoay quanh một cái trục một cái trục chứ thị trường không bao giờ là cân bằng kéo dài trong một thời gian cả và uh, cái sai lầm này là vì sao vì đây là người ta nói ngược thực tế phải là như này cổ phiếu mà có tiềm năng tăng trưởng phát triển tốt được nhà đầu tư nhận ra thì pe trong tương lai thường cao chứ không có nghĩa là ngược lại pe cao là cổ phiếu tốt Ví dụ như Microsoft là một cổ phiếu mà từ khi CEO mới người Ấn Độ ông ấy tiếp nhận và ông ấy đã thay đổi chiến lược, thúc đẩy mạnh cái mảng điện toán điện toán đám mây giúp cho Microsoft thậm chí có thể vượt Amazon trong lĩnh vực này mang lại cái lợi nhuận rất cao và tăng trưởng mạnh thì cái định giá của cổ phiếu Microsoft được đẩy lên PE lên đến bây giờ lên đến gần 50 lần, gần 50 lần rất là cao. Trong khi trước đó thì cái thời ông Steve Banner ông này là ngày ngày trước là gần như là trợ lý của Bill Gates ấy, sau làm CEO của Microsoft trong mấy chục năm thì ông ý là cứ chỉ duy trì những cái cũ thôi. Thế thành ra định giá của Microsoft giai đoạn đó PE chỉ quanh khoảng 10, 12, 13 thôi. Còn bây giờ lên đến 50 là bởi vì kỳ vọng và cái tăng trưởng rất mạnh thì từ đó làm PA cao đó chứ chúng ta không thể suy ngược lại bằng cách là cứ nhìn pe của cổ phiếu nào đó cao chúng ta nghĩ rằng triển vọng nó tốt được anh chị lưu ý là như vậy đúng không ạ rồi tiếp theo ở đó vậy thì những cái điều sau sẽ phản ánh sẽ phán biện cái câu chuyện sai lầm kia đó là cái tính khan hiếm của cổ phiếu cũng làm cho pe rất cao anh chị đó khan hiếm chứ không phải là triển vọng doanh nghiệp tốt đâu không hẳn là như vậy. Ví dụ cụ thể nhất đây là Sabeco. Sabeco, cái giai đoạn năm 2018 19 20, giai đoạn thì Sabeco cũng gần như không còn tăng trưởng đáng kể rồi, nhưng PE lên đến 30 40 50 lần, 50 lần. Là vì, là vì cơ bản là Sabeco có một lượng cổ phiếu lưu hành bên ngoài quá ít. Thế thành ra có cái sự khan hiếm cao. Bên cạnh đó là việc đấu giá của nhà đầu tư ngoài nước ngoài thì cũng khiến cho cái cổ phiếu Sabeco Leo ở giá rất cao. Và sau một thời gian thì cái kết quả kinh doanh nó không phản ánh thì giá cổ phiếu này giảm rất sâu. Hay là những cái cổ phiếu có lưu hành rất ít bên ngoài và định giá ngày trước rất cao như là ACV chẳng hạn thì tất nhiên đây cũng là một doanh nghiệp tốt nhưng mà PE nó lên đến 50, 60 lần là một điều quá cao. Và dần dần nó cũng giảm dần. Giảm dần theo thời gian. Hay là cổ phiếu gvr của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam chẳng hạn thì cũng có những giai đoạn vì nó khan hiếm vì có lưu hành có một gọi là một thần thánh bên ngoài ấy, nó cũng đẩy giá cổ phiếu lên rất cao nhưng dần dần trong dài hạn hơn thì cái giá trị nó sẽ phản ánh và pe nó sẽ thấp xuống chứ không có chuyện pe cao như thế chúng ta nghĩ rằng nó tốt phản ánh doanh nghiệp tuyệt vời mà chúng ta mua vào rồi tiếp theo là sự yêu thích cũng có thể giúp cho pe của cổ phiếu cao Tôi lấy ví dụ giai đoạn 2017 16 17 18 19. PE của cổ phiếu Vinamilk rất cao. Chủ yếu là do bà con thấy rằng trong quá khứ nó tăng trưởng phát triển mạnh quá, nó mang lại lợi nhuận tốt quá, cứ mua nó là thắng, cứ mua bất kỳ đỉnh nào thì sau đó nó sẽ vượt đỉnh thôi. Đó là do người ta yêu thích. Nhưng sau này, sau này khi mà cái doanh nghiệp ấy không còn tăng trưởng, sự yêu thích nó không mang lại giá trị nữa và PE của cổ phiếu Vinamilk đã giảm dần. Và hiện nay đâu đó chỉ còn khoảng độ 13 lần so với mức đỉnh khoảng 30 lần. Đó. Hay là một cái cổ phiếu rất là nổi tiếng và đặc biệt cho cái sự yêu thích này. Đó là cổ phiếu của câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Thì uh, cổ phiếu của cái câu, câu, câu lạc bộ bóng đá này có những năm lợi nhuận còn âm cơ. Còn thường lợi nhuận rất mỏng, rất nhỏ, gần bằng không cơ. Thì mà định giá của cái câu lạc bộ này lên đến 3 tỷ 3 tỷ bảng Anh trên thị trường Còn ông chủ người Mỹ mà họ bán ấy, Thì định giá lên đến hơn 5 tỷ bảng Trong khi lợi nhuận gần như không Vốn chủ sở hữu cũng gần như không PE gần như vô cực Lý giải cho điều này Là bởi vì các cổ động viên rất yêu thích câu lạc bộ này Họ sẵn sàng bỏ tiền ra Họ mua một ít cổ phiếu để làm kỷ niệm Chứ họ không cần lợi nhuận Đó, Họ không phải là mong muốn lợi nhuận Họ mong muốn là, là một chủ sở hữu Đồng sở hữu cái câu lạc bộ bóng đá này vì cái sự yêu thích đó. còn nếu mà định giá thuần theo theo kết quả kinh doanh thì chia sẻ với quý vị thì nó cũng chả đáng mấy đồng đâu. bởi vì cái câu lạc bộ bóng đá này hay là đa phần các câu lạc bộ bóng đá thì lợi nhuận mỏng dính, có bao nhiêu phải chi hết để mua câu lạc bộ tăng lương người đủ thứ xây sân vận động mới vân vân, cuộc đua liên tục liên tục. Đó, và cái kết quả nó rất kém đúng không? do đó cái pe cao ở những trường hợp này không phải phản ánh kỳ vọng tốt đâu mà là yêu thịnh rồi tiếp theo pe cao có thể là do nó làm giá cổ phiếu ví dụ như cổ phiếu flc chẳng hạn thực tế mọi người cũng biết với nhau là nó chả có triển vọng gì hay cổ phiếu rốt ý mười nhà tư thì chín phẩy chín tư biết nó chả có triển vọng gì cả nhưng mà định giá nó rất cao có lúc pe lên đến cả trăm lần là bị bởi vì nó bị làm giá cổ phiếu khi đó mới đẩy giá lên cao nếu chúng ta không biết chúng ta cứ nghĩ rằng PE cao giá tăng cao thế là thể hiện một doanh nghiệp tốt triển vọng tốt chúng ta nhảy vào mua thế là chúng ta bị thua lỗ bị thất bại và chúng ta quay lại chúng ta đổ cho phương pháp PE này vớ vẩn thế là chưa đúng Được. tiếp theo sai lầm đơn giản nhưng mà chia sẻ của anh chị ngay cả các bạn làm phân tích của các công ty chứng khoán có nhiều năm kinh nghiệm cũng hay mắc phải đó là tính sai chỉ số PE nhiều anh chị bảo chỉ số PE dễ nhỉ lấy giá cổ phiếu trên thị trường sẵn có EPS thì lấy lợi nhuận sau thuế chia cho số lượng cổ phiếu là già PE dễ thế còn gì hay là lấy vốn hóa thị trường của cả công ty ở trên mạng đầy chia cho lợi nhuận sau thuế có mỗi số sao dễ thế mà lại sai sai làm sao được chính vì nó quá dễ cho nên chủ quan và rất nhiều người tính sai Xin thưa với quý vị anh chị ở đây Những người đang nghe trực tiếp clip này Phục tin rằng 100% các anh chị bị nhầm cách tính P trên này Không tin thì lát nữa các anh chị thử áp dụng nhé Đó, Nhầm ở đây là nhầm một số trường hợp Không phải nhầm tất cả Anh chị nhé Thì đầu tiên Liên quan đến cổ phiếu ưu đãi hiện nay ở Việt Nam đâu đó có một hai doanh nghiệp có cổ phiếu ưu đãi thôi. Thế thì chúng ta tính EPS chúng ta lấy lợi nhuận sau thuế chúng ta chia cho cả cổ phiếu ưu đãi là sai. Mà lại chúng ta phải lấy lợi nhuận chúng ta trừ đi cái cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi còn lại chúng ta chia cho cổ phiếu phổ thông đang lưu hành mới là đúng cơ. Tức là tính toán sai số lượng cổ phiếu. Tính toán sai số lượng cổ phiếu. Hay là một số cái trường hợp như thế này. Đó là doanh nghiệp ấy vừa phát hành cổ phiếu pha loãng xong Nhưng nó chưa niêm yết Thế thì nhà đầu tư lại lấy luôn cái lợi nhuận chia cho số lượng cổ phiếu quỹ cũ. cũ là sai Phải chia cho cả số lượng cổ phiếu vừa mới pha loãng, vừa mới chia thưởng, vừa mới phát hành vân vân Thì EPS nó mới chính xác Đúng không? Nhiều anh chị bị như thế Hoặc thậm chí có những anh chị bị sai lầm cơ bản như này Ví dụ như là cái cổ phiếu cao su đồng phú vừa mới chia cổ phiếu tỷ lệ 1-1 Trong quý 4 Quý 3 hay quý 4 năm 2023 ấy. Thế thì chia một một giá cổ phiếu chia đôi Nhưng lợi đoạn nhuận Quý vị anh chị này chia cho số lượng cổ phiếu cũ Thế là EPS nó bị tăng gấp hai lần Hãy lưu ý về số lượng cổ phiếu Phổ thông lưu hành anh chị nhé Cái điều này thì trên các trang mạng Trang web thì nó cập nhật lại thường xa Không đúng Và cập nhật trong báo cáo tài chính thì nó cũng chỉ Chính xác trong cái thời điểm Cuối cùng của mỗi quý thôi Nhớ đầu tháng sau nó lại chia thì sao? Lấy báo cáo tài chính lại xài. Thì do đó chúng ta cần phải kết hợp vượt với những cái thông tin mà chúng ta nhận được từ cái từ cái doanh nghiệp, từ cái cổ phiếu đọc một cách thận trọng để cộng lên. Đầu tiên là lấy trong báo cáo tài chính là đúng. Sau đó xem rằng các cái thời gian sau đó tháng sau, tháng sau nữa đấy, những tháng sau đó lúc chúng ta đang tính toán ấy là từ lúc kết thúc báo cáo tài chính quý thì đến lúc chúng ta tính toán thì có phát hành thêm cổ phiếu không? Có thì chúng ta phải cộng thêm vào. Thì lúc đó tính EPS mới đúng. Được chưa Rồi tiếp theo. Đó là nhiều anh chị không trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số. Tức là như này, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là lợi nhuận của công ty mẹ và tất cả các công ty con cộng thêm lợi nhuận của công ty liên kết. Nhưng các công ty con thì doanh nghiệp này nắm giữ thông thường Có những công ty nắm 100% thật Nhưng mà nhiều công ty này nắm chỉ 50-60% thôi Nhưng mà lợi nhuận hợp nhất ý họ cộng cả 100% của công ty con vào Thế do đó là không trừ đi lợi ích cổ đông thiểu số Mà chúng ta lấy cái con số lợi nhuận sau thuế thế Chúng ta tính giá toán EPS Tính toán P trên E là sai lầm Sai lầm Rất sai lầm Và nhiều người bị như thế và cái lỗi cuối cùng này mới là lỗi mà nhiều người bị nhận Đó là ngay cả các chuyên viên phân tích lâu năm trong nghề Họ cũng bị sai Đó là họ không trừ đi quỹ phúc lợi khen thưởng Bởi vì quỹ đó không thuộc cổ đông Chúng ta phải lấy lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ Trừ đi phúc lợi, trừ đi khen thưởng Và trừ đi các quỹ khác không thuộc cổ đông Thì khi đó mới thuộc Chúng ta mới có được cái phần lợi nhuận chính xác thuộc cổ đông Và tính EPS cũng như P trên E nó mới đúng được Nó mới đúng được và cái việc phúc lợi khen thưởng này thì không phải doanh nghiệp nào cũng giống nhau. Có doanh nghiệp thì trích rất lớn. Ví dụ như các cái doanh nghiệp trong ngành than vì sao PE thấp? Bởi vì quỹ phúc lợi khen thưởng thì có những doanh nghiệp trong ngành than họ trích tới 40% lợi nhuận sau thuế cơ. Ví dụ 100 tỷ thì họ trích 40 tỷ, họ chia thưởng. Thế thì chỉ còn 60 tỷ của cổ đông thôi. Như vậy P trên E chúng ta lại lấy luôn nguyên cả 100 tỷ là sai rồi. Để chúng ta tính toán là sai rồi. Và tất cả các trang mạng hiện nay là họ lấy theo cái số đó đấy. Bởi vậy cho nên P trên E trên mạng không đáng tin Mà chúng ta phải tự tính cơ Đấy các anh chị lưu ý là như vậy Rồi là các ngân hàng nhỉ Phục lấy ví dụ Ví dụ như Vietcombank và BIDV và Vietinbank thường trích quỹ phúc lợi khen thưởng khoảng 10 đến 22% Trên cái lợi nhuận sau thuế thì chúng ta phải trừ cái phần đó đi Còn một số ngân hàng tư nhân thì họ tính vào chi phí trước thuế rồi Thế thì họ không trích bởi vậy anh chị thấy rằng là vốn chủ sở hữu của các ngân hàng tư nhân tốt ấy nó tăng nhanh lắm bởi vì nó không phải trích các cái quỹ đó. Thế thì cái EPS của nó phù hợp hơn. Đây ví dụ kinh điển đây. Ở trên vòng đỏ trên đó chính là phân phối lợi nhuận của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB. Quỹ công tác xã hội từ thiện là 2,5% lợi nhuận sau thuế tức là 407 tỷ. 408 tỷ. Quỹ khen thưởng phúc lợi là 8% lợi nhuận sau thuế tức là 1305 tỷ. Tức là hai cái quỹ này đã mất 1712 tỷ thôi. Các anh chị lưu ý nhé. Đó. Thế thành ra lợi nhuận sau thuế của MB Chúng ta phải trừ đi 1712 tỷ Thì đấy mới là lợi nhuận của cổ đông Bởi vậy cho nên PE của MB thường thấp hơn ACB và nhiều ngân hàng khác là có một phần nguyên nhân từ đây. Tất nhiên nó thấp là định giá nó hấp dẫn một phần nhưng mà một phần là vì PE người ta không trừ đi quỹ phúc lợi khen thưởng lên đến 10,5% và từ thiện đây này. Tức là ví dụ như lợi nhuận năm 2022 được khoảng độ 10 được khoảng độ đâu đó gần 20.000 tỷ chẳng hạn thì chúng ta phải trừ đi được khoảng độ gần 1 17 000 tỷ thì chúng ta phải trừ đi hơn 1 700 tỷ đây này. Thì lợi nhuận thực của nó chỉ là 15 000 tỷ nhỉnh một chút xíu thôi. Đó, chứ không phải là 17 000 tỷ đâu anh chị ạ. Để chúng ta lưu ý là như vậy. Tiếp theo đối với cổ phiếu ACB thì sao? Thì ngân hàng ACB này. Đây, lợi nhuận sau thuế nó là 13.688 tỷ. Nhưng nó trích quỹ phúc lợi khen thưởng có 150 tỷ thôi. Suy ra lợi nhuận của nó chỉ cần phải trừ đi 150 tỷ thôi. Còn anh chị thấy phúc lợi khen thưởng và công tác xã hội của MB lên đến 1.712 tỷ 13 tỷ, 12, 13 tỷ Trong khi của ACB có 150 tỷ Trong khi quy mô lợi nhuận thì cũng sấp xỉ nhau Không tranh nhau nhiều lắm Mà phúc lợi khen thưởng và quỹ công tác xã hội tranh nhau những hơn 11 lần Đó Thế thành ra cái lợi nhuận thật, cái P e thật của ACB ấy, thì nó bị điều chỉnh ít hơn còn của MB phải điều chỉnh nhiều hơn ví dụ PE trên này, MB mà năm chẳng hạn thì trừ phúc lợi khen thưởng rồi công tác từ thiện thì nó phải lên 5.55 5.6 đó anh chị lưu ý là như thế đó. và cái này không chỉ các anh chị nhà đầu tư nhầm đâu mà gần như tất cả các bạn làm phân tích đều nhầm cả đó. tiếp theo đây Ví dụ đây là báo cáo kết quả kinh doanh của tập đoàn FPT. Chúng ta có thể thấy nhìn phần bôi đỏ, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là 7.792 tỷ đồng. Thông thường thì đa phần nhà đầu tư họ lấy luôn cái lợi nhuận này là lợi nhuận của công ty họ chia cho số lượng cổ phiếu ra EPS và tính PE, như vậy họ bị sai lầm hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì cái lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 6.471 tỷ kìa kìa Đấy mới là lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ Được chưa? Rồi tiếp theo lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát là 1.322 tỷ Cái này là cái phần lợi nhuận của những cổ đông khác sở hữu phần còn lại tại các công ty con Ví dụ công ty con FOX chẳng hạn FPT nằm có 45% Mà cái 7 792 tỷ này là ghi cả 100% lợi nhuận của FOX vào Nhưng thực tế là FPT nằm có 45% Vậy thì 55% kia của SCIC và của một số bên Thì phải loại ra thì đấy gọi là lợi ích sau thuế của cổ đông không kiểm soát đấy Tuy nhiên thế này lấy lợi nhuận 6.471 tỷ mà chia chia cho số lượng cổ phiếu ra EPS của FPT vẫn sai. Vẫn sai vì sao? Bởi vì FPT vẫn trích phúc lợi khen thưởng các thứ trong số này nữa anh chị ạ. Thế thành ra thực tế là cái lợi nhuận thua cổ đông thực sự nó thấp hơn 6.470 tỷ. Đó, thì đấy mới là cách tính đúng tính đủ. Các anh chị lưu ý là như vậy. Qua đây các anh chị đã thấy rằng, ồ, tưởng nó đơn giản nhưng mà thực tế không giản đơn một tí nào. Tuy nhiên các anh chị cứ an tâm thì mình áp dụng nhuần nhuyễn thành thạo thì phương pháp này quá đơn giản. Tiếp theo, chỉ cần tính giá PE hiện tại là đủ. Đấy thì cái này là một cái mà nhiều người chỉ, chỉ lên mạng thấy ui PE thấp thế ngon thế hoặc PE cao thế ngon thế vân vân đủ thứ. Thực ra là PE nếu mà để áp dụng nó thực sự sâu sắc thì cũng phải cần kết hợp thêm. Đó là PE quan trọng nhất là PE đã loại trừ đi bất thường Bởi vì có những khi lợi nhuận bất thường Tôi lấy ví dụ Zmandep chẳng hạn năm 2023 thì họ bán cảng Nam Hải Đình Vũ cho VSC Họ thu được một mỡ lợi nhuận bất thường hàng ngàn tỷ Thì như vậy từ đó làm EPS của họ tăng rất cao, rất lớn Người ta cứ tưởng như vậy là là hợp lý nhưng năm sau đâu còn quản lý nữa Nếu không còn quản lý nữa thì tự nhiên EPS nó teo top và P E nó rất cao Để lưu, phải lưu ý là như vậy Đúng chưa ạ? Và cái PE dự báo trong tương lai mới là cái PE quan trọng nhất. Tức là PE của vài năm tới, những năm tới trong tương lai xa. Và PE phải là PE cốt lõi trong tương lai. Chứ PE hiện tại thì nó không phản ánh nhiều điều. Đó, nếu mà sang năm lợi nhuận tăng gấp đôi, bền vững chẳng hạn. Ô, PE hàng 10 rẻ quá. Nhưng nếu năm sau sang năm lợi nhuận bằng một nửa, PE hàng 10 ủi đắt quá. Bởi vì sang năm lợi nhuận giảm còn nửa thì PE bằng 10 lại thành 20. Sang năm lợi nhuận mà tăng gấp đôi thì PE 10 còn có nó 5 lần. Đó. Thì phải là PE trong tương lai. Và chính để tính được PE trong tương lai thì PE phải kết hợp với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Từ đó mới mang lại cái hiệu quả cao nhất cho người sử dụng phương pháp PE này. Tiếp theo, ưu và nhược điểm của PE. Thì đây chỉ là một số các cái ưu và nhược điểm mà thôi nó còn thêm nữa cơ đó, và thêm như thế nào thì uh, nếu có cơ hội thích hợp uh, làm việc với nhau thì A sẽ đồng hành hỗ trợ tất cả từ anh anh chị từ Hà Z về ưu điểm là dễ dàng sử dụng tính toán nhưng thực sự anh chị vừa thấy tính toán ở trên có dễ không cũng không dễ lắm đâu đúng không nhưng mà đó cũng là cái dễ nhất trong các phương pháp rồi tiếp theo là cho thấy thị hiếu của thị trường với cổ phiếu cũng đánh giá được một phần rồi rất hữu ích khi so sánh với các doanh nghiệp trong ngành và lưu ý là không nên so sánh với các doanh nghiệp ngoài ngành. Nhược điểm là không phản ánh hết cái bức tranh tài chính của doanh nghiệp nên khi sử dụng độc lập dễ bị hiểu lầm. Ví dụ liên quan đến cái việc là doanh nghiệp nợ vay nhiều, nợ vay ít, sức khỏe tài chính tốt hay xấu hay vân vân. Rồi không phù hợp để đánh giá các doanh nghiệp khởi nghiệp chưa sinh ra lợi nhuận thì không thể tính PE rồi. Dễ bị bóp méo khi công ty có lợi nhuận đột biến thì cần phải loại trừ ra, đúng không? Đúng không? Và lưu ý ở đây, không có một mức pe cụ thể là đắt hay rẻ đó vân vân tiếp theo là áp dụng pe như thế nào là tốt thì xin tóm tắt ở đây là chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối bền vững như điện nước xuất xuất nhập khẩu dệt may hàng tiêu dùng lương thực thực phẩm vân vân thậm chí là banh vẫn có thể kết hợp được nếu mà banh có sự hoạt động kinh doanh ổn định thì pe lại rất hợp với ngân hàng cơ. đó nhưng mà banh mà biến động quá thì không áp dụng được tiếp theo pe nên kết hợp với lãi suất dài hạn để đánh giá Ví dụ lãi suất dài hạn mà rất thấp chẳng hạn thì dĩ nhiên định giá cổ phiếu cao hơn thì PE phải được trả cao hơn. Thế do đó là lãi suất mà cao mà mà giảm chẳng hạn thấp đấy, mà PE cổ phiếu rất thấp đấy là một cơ hội cực kỳ lớn, rất tốt. Thì thông thường kết hợp với lãi suất này thì người ta thường áp dụng đánh giá PE của toàn bộ thị trường chứng khoán thì hợp hơn. Thì hợp nhất là đánh giá toàn bộ thị trường chứng khoán. Tức là PE thấp, uh, lãi suất thấp thì đấy là một cơ hội trời trọng ngược lại pe mà cao lãi suất cao thì đấy là một cái rủi ro cực kỳ lớn cần phải tránh xa anh chị lưu ý là như vậy và thông thường là khi ở đỉnh chu kỳ thị trường chứng khoán pe thị trường rất cao và lãi suất bắt đầu tăng và tăng rất mạnh thế từ đó là lãi suất dự báo trong tương lai cao mà định giá lại cao thì dĩ nhiên phải gây ra những cái cú sụp đổ rất lớn rồi ngược lại ở những cái vùng mà có thể tạo đáy thì thường lãi suất giảm rất sâu rất thấp và lúc ý giá cổ phiếu cũng rất thấp PE của thị trường xuống rất thấp Tạo cơ hội tăng giá rất mạnh Là như vậy Tiếp theo PE mà kết hợp với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận Là hợp lý nhất Tăng trưởng lợi nhuận cao Thì PE trong tương lai xứng đáng cao Thì do đó bây giờ mà ở mức trung bình hoặc thấp Mà tăng trưởng cao thì lại là một cơ hội cực lớn Ngược lại Nếu mà PE cao mà tăng trưởng không có Thì nên tránh xa Ví dụ như Vinamilk, Sabeco giai đoạn trước đó chẳng hạn còn hiện nay thì định giá nó cũng không phải quá đắt nhưng mà trước đó rất đắt. Hay hiện nay thì có một số doanh nghiệp mà PE rất cao mà tăng trưởng cũng không có đáng kể. Định giá rất cao có. Anh chị thử tìm xem. Đúng không? Và áp dụng những cái kiến thức này vào trong lựa chọn đánh giá doanh nghiệp, đánh giá cổ phiếu. Anh chị thử đánh giá các cái cổ phiếu anh chị đang cầm. Xem nào. Theo phương pháp PE xem có áp dụng được không là chính nhất. Thứ hai, nó đắt hay nó rẻ và comment ở phía dưới thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các anh chị để làm sao các anh chị áp dụng pm một cách hợp lý hiệu quả nhất trong cái đầu tư của mình trong dài hạn xin cảm ơn anh chị xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở nội dung tiếp theo